Nhưng mà tôi mới chú ý có một cái comment của một anh em ở bên Facebook khá là hay, đó là ở trên cái đồi Vai Hút nó có một cái nhiệm vụ đi bắt ma. Có một cái nhiệm vụ bắt ma ở trên đồi Vai Hút mà trên đồi đấy có ma vào 11 giờ đêm. Có chắc không anh em? Có chắc là có ma ở trên cái đồi đấy không? Để tôi lên thử cái đồi xem sao. Nhá anh em nhá. Ui mẹ, ui. Nào ui vãi. Thì điếu nào làm điều có ma mẹ. Có phải ma điếu đâu gặp mẹ con. Khổ vãi cả cứt. Ủa cái gì đấy? Thì đéo nó hay là con này mới là ma? May mà tôi vừa mới xếp xong nhá. Con đấy mới là ma rồi. Đợi ma đây. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi, mấy giờ rồi? Ui mẹ lại con 21 giờ 25, từ từ tôi phải khử con khốn nạn kia đã. Khử con báo đã, khử con báo đã. Được rồi đấy, chuẩn ở đây anh em ạ. Đến giờ rồi. Ôi hồ phải cứt, ma đâu? Chưa chi xuống đây tôi nhìn thấy con báo rồi. Xếp 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 xếp. Ma đâu? Có thấy ma điếu đâu, đâu ma đâu? Nó xuất hiện ở chỗ hai cây này gì? 11 giờ 5 mẹ rồi này. Ma đâu? Giờ 5 mẹ rồi, đéo thấy ma đâu. Đây rồi, đây 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 mẹ. Tổ sư còn để nó gọi báo ra cắn chết mình. Với anh em kinh lắm, đéo sung sướng gì đâu, nhìn tởm vãi cứt. Ôi nhìn cái mặt nó này. Ơi mẹ tôi sẩn hết cả gai ốc. Mẹ, anh em nhìn rõ chưa? Tôi đéo dám lại gần đâu. Em ơi, anh không làm gì đâu nhá. Úi dồi ôi, đẹp chưa, đẹp chưa, xinh lắm, xinh lắm, xinh lắm. Mẹ, chụp ảnh đúng rồi, chụp ảnh,
chụp ảnh ngay. Để rồi. Em gái có đến gần selfie được cùng nó không nhở? Để tôi selfie thử xem. À, tự sướng đây. Quay đầu này cơ mà. Ở kia, đâu kia cơ mà. Nó biến mất rồi, mẹ. Ok, xong rồi anh em ạ. Như vậy là hôm nay chúng ta cuối cùng tôi đã thỏa mãn anh em nhá. Vừa bắn, vừa chụp ảnh, vừa đủ các thứ. Thoải mái rồi. Là chúng ta có thể đi ngủ ngon được rồi đấy. Chúc anh em ngủ ngon nhá. Đi ngủ thôi.